chu đáo và việc dọn vệ sinh được dễ dàng. Chấu trước khi đem vào lót nền chuồng cần phải được phơi kỹ trong nắng to để diệt các vi khuẩn gây mốc và ẩm. Bà con chú ý vệ sinh tiêu độc bằng cách phơi khô và khử trùng chấu bằng phun dung dịch tác môn 2% lên toàn bộ lớp chấu và chú ý đảo đều khi phun. Cót để quây gà con cũng cần được phun sát trùng toàn bộ để diệt các mầm mống bệnh. Thưa bà con, gà một ngày tuổi thì đặc điểm khả năng sinh trưởng phát triển nhanh nhưng khả năng điều tiết thân nhiệt rất là kém. Chính vì thế mà chúng ta phải che rèm kéo bà, trong điều kiện của bà con chúng ta có thể dùng những bao tận dụng để chúng ta làm bà che. Thưa bà con, chúng ta phải làm bà phía trên và che xung quanh nhằm mục đích để tạo điều kiện nhiệt độ tốt nhất cho gà con phát triển. Như chúng ta biết, lúc ở giai đoạn này gà con yêu cầu nhiệt độ 32 đến 34 độ C trung bình. Bà con chú ý, trước khi chúng ta tăng che vật bàn, chúng ta phải xử lý sát trùng tiêu độc bằng dung dịch phosmon 2%. Hoặc nếu không, bà con có thể dùng chloramin 2% cũng được. Khi làm rèm che thì bà con lưu ý một số vấn đề sau. Thứ nhất, đề nghị bà con chúng ta che quây kính xung quanh, tránh gió lùa. Bởi vì nếu như có gió lùa và gà con sẽ rất dễ bị mắc bệnh và chết. Đối với đệm lót, bà con có thể dùng găm bào, chấu. Trong thực tế, với vùng nông thôn chúng ta, bà con dùng chấu là tốt nhất. Chú ý, trước khi chấu chúng ta đưa vào đệm lót để uống bà con, đề nghị bà con chúng ta phải phơi khô chấu. Trong quá trình phơi, bà con chúng ta đảo chấu liên tục. Và nếu như có những phần như rác hoặc vết bóng vân vân, đề nghị chúng ta bỏ lại ra. Chấu sau khi được phơi khô, chúng ta tiếp tục sát trùng bằng dung dịch chloramin 1%. Cót sau khi đã được khử trùng sạch sẽ thì bà con tiến hành làm quây. Bà con chú ý dựng cót ép cao khoảng 45 cm, đường kính quây là từ 2,5 đến 3 m. Để phục vụ cho việc uống gà con, bà con chúng ta phải làm quây gà. Quây chúng ta có thể làm bằng cót hoặc cót ép, đường kính từ 2,5 đến 3 mét. Tùy theo số lượng gà con bà con định nuôi mà chúng ta thiết kế quây gà có đường kính khác nhau. Chúng ta đổ chấu đã được sát trùng vào trong quây. Mùa đông bà con chúng ta đổ lớp chấu dày từ 8 đến 10 cm. Mùa hè chúng ta đổ lớp chấu dày 5 đến 6 cm. Sau khi đã quây xong, bà con đổ chấu vào. Chú ý là dàn đều lớp chấu trong quây và để cho lớp chấu cao hơn ở các góc quanh bệ máng ăn, máng uống, tránh gà con dồn đè lên nhau. Vào mùa đông, lớp chấu thường dày từ 8 đến 10 cm. Mùa hè, lớp chấu dày từ 5 đến 6 cm. Như bà con biết, gà con khả năng điều tiết thân nhiệt rất kém. Nguồn nhiệt dựa chủ yếu vào một con người cung cấp,
Chính vì thế mà trong quá trình uống gà con, đặc biệt là ở giai đoạn 1 tuần tuổi, chúng ta phải tiến hành sưởi cho gà. Sưởi bà con có thể dùng bóng điện, tốt nhất là bà con có thể dùng bóng đèn hồng ngoại. Với bóng này tạo ra vừa nhiệt độ vừa ấm thích hợp cho gà con, đồng thời ánh sáng không gây chói, gây tắt mắt cho gà con. Trong điều kiện bà con chúng ta không có bóng hồng ngoại, chúng ta có thể sử dụng bóng tròn để cung cấp nhiệt độ cho gà con trong thời gian uống. Chú ý, bà con không nên dùng bóng có công suất lớn quá, vì công suất lớn quá có thể gây ánh sáng rất là lớn, gây tắt mắt cho gà. Tốt nhất chúng ta dùng bóng đỏ để tạo điều kiện cho gà có thể hạn chế những tật xấu của gà, và đồng thời tạo được nhiệt độ tốt cho gà trong quá trình uống. Bà con chú ý, trước khi gà một ngày tuổi về hoặc 2 tiếng, bà con chúng ta bật bóng điện sửa lên nhằm mục đích cung cấp nhiệt độ tốt ấm cho chăn quay trong chuồng nuôi, để khi gà một ngày tuổi về là chúng đỡ trong nhiệt độ thích hợp. Khi sưởi ấm cho gà, bà con dùng bóng điện tròn và phải sưởi ấm 2 giờ trước khi nhận gà về nuôi. Mời bà con tham khảo bảng nhu cầu nhiệt độ ở gà con. Đối với gà con 1 tuần tuổi, nhiệt độ sưởi ấm là từ 32 đến 34 độ. Số giờ sưởi là 23 giờ một ngày đêm. Gà 2 tuần tuổi, nhiệt độ sưởi từ 30 đến 32 độ. Số giờ sưởi từ 22 giờ giảm dần xuống còn 18 giờ một ngày đêm. Gà 3 tuần tuổi, nhiệt độ sưởi là từ 20 đến 29 độ, số giờ sưởi là 18, giảm dần xuống 13 giờ một ngày đêm. Gà 4 tuần tuổi, nhiệt độ sưởi là từ 24 đến 26 độ, số giờ sưởi là từ 13, giảm xuống 8 giờ sưởi một ngày đêm. Đối với gà con 1 tuần tuổi, bà con chúng ta có thể sử dụng khăn lăn, khay tròn, hoặc có thể dùng khăn vuông, hoặc cũng có thể bà con chúng ta tận dụng điều kiện của gia đình, chúng ta dùng mạch hoặc dùng bìa cát tông cũng được. Ở đây, với tấm nắng ăn như này, trước khi đưa vào trong chuồng nuôi, đề nghị bà con chúng ta cũng phải được tiêu độc, chúng ta cọ rửa sạch sẽ và dùng ngâm trong dung dịch chloramin hoặc là phormon, dung dịch phormon 2%. Máng uống, chúng ta dùng máng galon với dung tích nhỏ, đó là 2 lít, 4 lít để chúng ta đưa vào nuôi gà con ở giai đoạn này. Chúng ta đưa máng uống vào trong quân gà. Bà con chú ý, khi đặt máng ăn, máng uống, phân bố phải đều nhau, tùy vào diện tích quay cũng như số lượng gà con trong quay. Sau khi chúng ta chuẩn bị xong tất cả các thiết bị, dụng cụ chăn nuôi và trong quay, chúng ta đưa gà về. Đây là hộp gà con 1 ngày tuổi. Bà con chú ý, trong trường hợp bà con uống nhiều gà con thì chúng ta chuyển gà con 1 ngày tuổi về.